Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay đàn Mesh Structure của mình cho mọi người xem. Thì ban đầu là mình nuôi từ một đàn khoảng 10 worker và một kiến chúa. Thì bây giờ sau 2 tháng hơn thì nó đã trở thành một đàn khá là đông, có khoảng từ 30 mấy cho đến 50 mấy worker. Và như các bạn thấy thì ở đây mình đang cho nó ăn nước đường và các hạt. Mesh Structure là một loài kiến mà có khả năng ăn hạt, vì vậy nên là mình có thả hạt vào. Và đây là các loại hạt kê. Thì như các bạn thấy thì nó đang tha về cổ và lượng trứng và cũng như ấu hiện tại đang rất là đông. Mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm về đàn kiến này trong thời gian tới và rất mong là mọi người sẽ theo dõi. Cảm ơn các bạn.